Chào quý vị và các bạn đến với bản tin buổi 18 giờ thứ ba ngày 6 tháng 12 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ninh Thuận phát triển nghề làm gốm xứng tầm di sản. Lâm Đồng kết nối du lịch qua phiên chợ nông sản hữu cơ Đà Lạt. Quảng Ngãi chăn nuôi tăng đàn những tháng cuối năm. Công an Đắk Nông triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 600 tỷ đồng và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm 2022, các ngành dịch vụ, thương mại, du lịch tỉnh Ninh Thuận phục hồi tích cực và tăng trưởng khá. Giá trị gia tăng toàn ngành đạt 7.998 tỷ đồng, đạt 107,5% kế hoạch. Số lượng khách du lịch đến tỉnh cao nhất từ trước đến nay đạt 2,4 triệu lượt khách, tăng gấp 2,1 lần so cùng kỳ. Tổng doanh thu ngành du lịch tăng gấp 2,4 lần so cùng kỳ. Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 32.000 tỷ đồng, tăng 32,4% so với cùng kỳ. Giao thông vận tải phục hồi và tăng mạnh, khối lượng hàng hóa và số lượt hành khách luân chuyển tăng lần lượt 36,4% và 220% so với cùng kỳ. Phát huy kết quả đạt được, tận dụng cơ hội, dư địa tăng trưởng của nhóm ngành thương mại dịch vụ, du lịch để thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh năm 2023. Tỉnh Ninh Thuận tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 04 ngày 31 tháng 8 năm 2021 của tỉnh ủy về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021-2025 và một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2022-2025. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch trọng điểm, xúc tiến, hợp tác du lịch, phấn đấu trong năm thu hút trên 2,7 triệu lượt khách du lịch, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong ngành tài chính, ngân hàng, viễn thông, du lịch. Chú trọng phát triển thương mại điện tử, thực hiện tốt chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tận dụng các cơ chế chính sách của Hiệp định Thương mại Tự do để thúc đẩy xuất khẩu, phấn đấu giá trị gia tăng toàn ngành dịch vụ đạt 10-11%. Nhằm xây dựng lực lượng lao động nông thôn có kiến thức, tay nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã lên kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho 8.164 lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025. Theo kế hoạch, toàn tỉnh sẽ đào tạo 199 giám đốc hợp tác xã nông nghiệp nhằm nâng cao năng lực cán bộ quản lý các hợp tác xã nông nghiệp, đảm bảo mục tiêu 80% giám đốc hợp tác xã được đào tạo sơ cấp nghề, đào tạo 7.965 lao động nông thôn tham gia các vùng nguyên liệu, lao động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, lao động có thu nhập thấp nhằm giảm nghèo bền vững. Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước hàng năm cho các địa phương từ các hoạt động phát triển giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và các chương trình đề án khác có liên quan. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, đồng bào Chăm ở tỉnh Ninh Thuận rất đỗi vui mừng, phấn khởi, tự hào khi nghệ thuật làm gốm truyền thống đã chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Tuy nhiên, bên cạnh đó là những trăn trở của các nghệ nhân, người thợ gốm, làm sao phát triển, bảo tồn, gìn giữ nghề làm gốm truyền thống xứng tầm với di sản văn hóa của nhân loại. Mặc dù vận động được 45 thành viên tham gia vào hợp tác xã sản xuất gốm, tuy nhiên ông Phú Hữu Minh Thuần, giám đốc hợp tác xã gốm Chăm Bảo Trúc, vẫn không khỏi trăn trở về hướng phát triển, bảo tồn nghề làm gốm ở địa phương. Bởi các nghệ nhân làm gốm có tay nghề cao ngày càng ít dần, trong khi đó có rất ít người trẻ tâm huyết với nghề làm gốm. Những người mà có tay nghề cao đó thì rất là ít. Chúng ta phải làm sao nhân rộng hoặc là chúng ta phải nâng cao cái nguồn nhân lực. Và thứ hai nữa là cái nguyên liệu, vấn đề nguyên liệu hiện bây giờ thì không phải là khó khăn. Chúng ta có sẵn nhưng mà chúng ta chưa có một cái quy hoạch cụ thể. Một cái góc nhà chúng ta sẽ có những cái lò để phù hợp với lại cái không gian nung. Thứ nhất là vấn đề về cái môi trường, nó được đảm bảo hơn. Và thứ hai nữa là cái vấn đề chất lượng được nâng cao. Làng Bào Trúc ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận hiện có trên 400 hộ gắn bó với nghề làm gốm. Trong đó có một hợp tác xã và 12 cơ sở sản xuất kinh doanh gốm. Với việc chuyển hướng từ sản xuất dòng gốm dân dụng sang dòng gốm mỹ nghệ và có sự cải tiến thay đổi về kiểu dáng mẫu mã, tạo sự mới lạ hấp dẫn. Nhờ đó, gốm Chăm Bầu Trúc ngày nay đã ngày càng khẳng định được chỗ đứng ở thị trường trong nước. Tuy nhiên, mong ước lớn nhất của đồng bào Chăm nơi đây là làm sao gốm Chăm Bầu Trúc được xuất khẩu với số lượng lớn.
Hiện tại chúng tôi đang mong muốn rằng nhà nước và tỉnh Ninh Thuận tạo điều kiện chúng tôi là có một đội ngũ chuyên về thiết kế gốm để chúng tôi có thể thiết kế gốm và đưa gốm ra ngoài nước ngoài nhiều hơn nữa. Như vậy là chúng tôi sẽ sống được với nghề. Người ta có thực mấy việc làm, chúng tôi làm được thì con cháu tôi mới đam mê. Con cháu chúng tôi đam mê thì cái ý tưởng và cái ý chí phát triển làng nghề cao hơn nữa. Mới đây, tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng đề án phát triển làng nghề gốm Bào Trúc ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, kết hợp với phát triển du lịch tham quan trải nghiệm. Qua đó bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và giải quyết việc làm, cải thiện đời sống cho người dân làng nghề. Mục tiêu của đề án sản xuất trên 50.000 sản phẩm gốm mỗi năm. Tỉnh sẽ tập trung quy hoạch cái vùng nguyên liệu. Đây là một cái vấn đề rất là cấp bách, cấp thiết. Và vấn đề thứ hai đó là sẽ có những cái chính sách hỗ trợ cho các nghệ nhân đào tạo nghề cho các bạn trẻ để lưu truyền cái nghề này. Và vấn đề thứ ba đó là công tác quảng bá, xúc tiến, giới thiệu để làm sao đó cái sản phẩm gốm Bào Trúc xuất khẩu đi được nhiều nước trên thế giới. Việc bảo tồn giá trị nghệ thuật cốt lõi của gốm Chăm Bào Trúc giờ đây không chỉ phụ thuộc vào các nghệ nhân làm gốm. Ở đó còn có sự quan tâm đầu tư của nhà nước để giúp họ sống được và khá lên từ nghề làm gốm. Đây chính là những giải pháp, là điều kiện góp phần phát triển làng nghề gốm Bào Trúc xứng tầm di sản và sống mãi với thời gian. Với phương châm đảng viên đi trước, làng nước theo sau, những đảng viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận đã gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đi đầu trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Khu vực này là nơi sinh sống của hơn 40 hộ dân của thôn Cầu Đá, xã Phước Kháng. Nằm ở chân núi, thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ sạt lở, đá lăn, khiến bà con bất an. Để tạo thuận lợi cho người dân, khu dân cư này sẽ được di dời về nơi ở mới theo chương trình tái định cư của nhà nước. Qua công tác vận động tuyên truyền của những đảng viên như anh Chuông, chị Ranh, người dân đã hiểu được sự quan tâm của đảng, nhà nước và sẵn sàng di dời đến nơi ở mới. Được mấy anh chị đảng viên ở trong thôn, trong xã đến vận động như là di dời để tái định cư khu định cư mới. Gia đình cũng rất là phấn khởi hưởng ứng chủ trương của đảng, của nhà nước. Con đường dẫn vào chợ xóm Bằng trước đây là đường đất, khi thì bụi bặm, lúc thì lầy lội, khiến công việc buôn bán của bà con không chỉ gặp khó khăn mà còn ảnh hưởng đến môi trường khu dân cư. Chi bộ thôn xóm Bằng đã kiến nghị lên đảng ủy xã sửa chữa con đường, đồng thời vận động người dân tham gia góp công góp sức để làm đường. Từ ngày con đường mới hoàn thành, việc đi lại của người dân cũng thuận lợi hơn. Hồi trước đây thì đường lầy, đây thì lầy lún, rồi bây giờ nhà nước làm thì đường đi ngon. Thôn xóm Bằng, xã Bắc Sơn có 719 hộ với trên 3.600 khẩu. 86% trong số đó là người dân tộc Rắc Lai. Từ một số ít đảng viên đầu tiên đi sinh hoạt ghép, đến nay chi bộ thôn đã có 15 đảng viên, trong đó 100% là người dân tộc Rắc Lai. Là người địa phương, am hiểu văn hóa phong tục, lại có khả năng tập hợp nhân dân. Các đảng viên trong chi bộ thôn đang ngày càng thể hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Trong đảng viên thì nó có cái thuận lợi là ví dụ như các chương trình gì thì đưa ra cho đảng viên thì đảng viên xuống trực tiếp với dân, rồi có tiếng nói của đảng viên thì bà con nhân dân thấu hiểu hơn. Qua thực tiễn công tác thì cái đảng viên là người dân tộc thiểu số phát huy cái vai trò tiền phong gương mẫu, tích cực tham gia đề xuất cho cấp ủy cũng như là triển khai thực hiện hiệu quả các cái chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân dân. Đến nay toàn huyện Thuận Bắc có 37 tổ chức cơ sở đảng với 1.122 đảng viên, trong đó đảng viên người dân tộc thiểu số có 446 người, chiếm 37%. Riêng trong năm 2022 đã kết nạp 22 quần chúng ưu tú là người dân tộc thiểu số vào đảng. Các đảng viên người dân tộc thiểu số được kết nạp đều là những người gương mẫu, là hạt nhân nòng cốt để phát triển kinh tế, dần xóa bỏ nhiều hủ tục, không còn tư tưởng trông chờ ỷ lại, thay đổi nếp nghĩ cách làm. Các tổ chức cơ sở đảng cũng quan tâm đến công tác tạo nguồn. Bên cạnh đó cũng chỉ đạo cho các tổ chức cơ sở đảng hàng năm rà soát, đưa vào nguồn quy hoạch, tạo nguồn
kết nạp đảng. Những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để kết nạp, tiếp tục bồi dưỡng nhận thức về đảng. Là những hạt nhân gương mẫu đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế xã hội, những đảng viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Thuận Bắc đã và đang có những đóng góp quan trọng, từ đó phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, thời điểm cuối năm, đàn gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh phát triển tương đối ổn định, đảm bảo phục vụ thị trường Tết. Việc tái đàn sau dịch tả heo châu Phi đang phát triển tốt, đặc biệt là tái đàn về heo nái sinh sản. Tín hiệu tích cực, ngành chăn nuôi của tỉnh có sự chuyển dịch mạnh từ giảm chăn nuôi nhỏ lẻ sang tăng dần hình thức trang trại, gia trại theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp có kiểm soát an toàn dịch bệnh và môi trường. Hiện toàn tỉnh có gần 100 trang trại, trong đó có 12 cơ sở chăn nuôi theo mô hình chăn nuôi trang trại quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo an toàn sinh học và an toàn dịch bệnh. Tổng đàn heo hiện nay khoảng 384.400 con, tăng 2,5% so cùng kỳ. Đàn gia cầm có trên 5.800.000 con. Toàn tỉnh hiện có gần 282.000 con bò, tăng 0,8% so cùng kỳ. Chăn nuôi phát triển ổn định, tạo thu nhập và giải quyết việc làm cho một lượng lớn lao động ở nông thôn. Xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị được xem là vựa chuối của miền Trung. Những ngày này, bà con ở vùng núi huyện Hướng Hóa cũng đang tất bật chăm sóc, chuẩn bị cho vụ chuối Tết cuối năm. Xã Tân Long có gần 720 ha đất trồng chuối, được biết đến là loại chuối có những nải chuối đều, đẹp, đầy đặn và sáng màu. Loại chuối mặt móc bán vào dịp Tết có giá từ 450.000 đến 500.000 đồng trên một buồng. Trước tiên thì chúng tôi vận động tuyên truyền bà con tái tạo lại những cái vùng đất ở Việt Nam để tái tạo lại cái chuối. Cái thứ hai nữa thì về mà cái chuối mà kịp cho dịp Tết á, thì bà con nông dân chúng ta sẽ trong đầu tháng 8 là chúng ta là cắt bắp, tỉa lá. Mục đích là để cho cái chuối nó có được sức, và thứ hai nữa là những cho cái cây vào buông nó có nuôi dưỡng cả cái nại để về phục vụ cho Tết. Với gần 3.800 ha đất trồng chuối trên địa bàn huyện Hướng Hóa, cùng với sự giúp đỡ và động viên của Hội Nông dân xã, bà con trên địa bàn xã Long Hợp nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung đang cùng nhau nỗ lực để đem lại một mùa chuối Tết sôi động và năng suất, từ đó đem đến những buồng chuối đẹp nhất, chất lượng nhất đến với người tiêu dùng, góp phần giúp cho những mâm cỗ ngày Tết thêm giá trị và ý nghĩa hơn. Thưa quý vị và các bạn, người dân ở khu phố 3 và khu phố 4, phường Phú Hà, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm luôn canh cánh nỗi lo mỗi khi mùa mưa đến. Bởi lẽ khi trời mưa, cả hai khu vực này luôn bị ngập. Tài sản của người dân hư hỏng, cuộc sống bị đảo lộn. Tình trạng ngập đã kéo dài nhiều năm, nên người dân mong muốn Ủy ban dân thành phố Phan Rang, Tháp Chàm sớm đầu tư, nâng cấp hệ thống thoát nước, giải quyết triệt để tình trạng ngập nước. Chỉ sau một trận mưa, đường Hoàng Hoa Thám thuộc khu phố 3, phường Phổ Hà đã bị ngập. Nhà anh Nguyễn Sơn Quốc nước tràn vào tận phòng ngủ, đồ đạc vật dụng trong nhà đều phải kê lên cao. Khi đã mưa là nước nó vào nó ngập, thì khu vực đây là còn hơi cao hơn bà con tí. Nhưng mà còn khi mà mưa lớn 2-3 ngày thì nước nó vào nhà cả nửa mét đến 7-80 phân lận. Mình phải dọn dẹp đồ đạc, những cái đồ gỗ, đồ là nó sẽ hư hết. Nhà nào cao thì nó không gì nhau, nhưng mà những nhà thấp á, thì bà con người ta cũng phải sợ. Nói chung là sợ nước vô nhà rồi đó. Những cái nhà đầu khúc đầu dưới đó thì nó có thể nó vô trong nhà. Nhưng mà cái khúc ở cái đường đường trong kia đi xuống nữa là nó ngập nhà trong đó hết. Nước tràn từ hẻm này qua hẻm khác nên hệ thống cống thoát nước cũng mất tác dụng. Ủy ban nhân dân phường Phú Hà đã bố trí 3 máy bơm ở các điểm ngập để bơm chuyển tiếp từ hẻm này sang hẻm khác.
Thế nhưng, việc thoát nước nhanh hay chậm không phải do công suất máy bơm quyết định. Khi mà mưa xuống là địa phương là sẽ chủ động là bơm đẩy truyền ra cái khu vực ruộng. Nhưng mà nước ở ngoài ruộng nó thấp hơn cái mực nước ở trong khu dân cư thì lúc đó là mình mới bơm được. Chứ còn mà nếu mà mưa lớn mà cái mực nước ngoài ruộng mà nó ngang bằng với lại cái mực nước ở trong khu dân cư là mình phải chờ. Thì có thể là một ngày hoặc là hai ngày mới bơm hết được. Hiện nay trên địa bàn phường Phú Hà có rất nhiều điểm ngập nước, trong đó ngập nặng nhất là các tuyến hẻm 09, 308, 338 thuộc khu phố 4 và tuyến đường Hoàng Hoa Thám, Lương Ngọc Quyến thuộc khu phố 3. Đây là khu vực trũng nên lượng nước từ các khu vực xung quanh dồn về khiến hệ thống thoát nước trở nên quá tải. Do vậy, tình trạng ngập úng ở hai khu phố này thường kéo dài từ 1 đến 2 ngày. Khu vực khu phố 3, khu phố 4 đã bị ngập úng là từ lâu khi mùa mưa đến. Thì qua tình hình trên thì thành phố cùng địa phương đã khảo sát và đưa vào đầu tư để nâng cấp và xử lý triệt để các khu vực ngập úng trên địa bàn phường Phú Hà, trong đó là có địa bàn khu phố 3 và khu phố 4 và đường Lương Ngọc Quyến. Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước là phương án duy nhất để chống ngập cho các con hẻm của khu phố 3 và khu phố 4 phường Phú Hà. Công an tỉnh Đắk Nông cho biết sau thời gian ngắn xác lập chuyên án, lực lượng công an tỉnh Đắk Nông đã đấu tranh triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, bắt giữ 17 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Đây là đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet bị bắt giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, có giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc quy mô rất lớn với số tiền gần 600 tỷ đồng. Trước đó, ngày 2 tháng 12 năm 2022, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đã đồng loạt bắt quả tang 17 đối tượng đang tham gia cá độ bóng đá World Cup năm 2022. Công an thu giữ 4 máy tính xách tay, nhiều tài khoản ngân hàng, điện thoại, ô tô. Bước đầu xác định số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc trong đường dây cá độ này lên gần 600 tỷ đồng. Đường dây tổ chức đánh bạc này do đối tượng Huỳnh Kim Trí và Lương Ngọc Thành đều trú tại tỉnh Đắk Nông điều hành. Các đối tượng điều hành tài khoản cá độ cấp đại lý và quản lý tài khoản đại lý với quy mô rất lớn, số lượng người tham gia đánh bạc ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Với thành tích này, sáng cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh đã đến động viên chúc mừng biểu dương chiến công xuất sắc có ý nghĩa to lớn của Công an tỉnh Đắk Nông, đồng thời trao thưởng 120 triệu đồng cho tập thể Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Hình sự và 3 đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Đắk Nông. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi 18 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin dự báo thời tiết.